Xin kính chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video của mình. Trong cái thời tiết giao mùa này, thời tiết rất chi là khó chịu. Sáng nắng, chiều mưa, có hôm thì mấy hôm thì nắng, mấy hôm thì lại mưa. Đang lạnh lại nóng, làm cho con người ta, đặc biệt là những ông bà già và trẻ nhỏ rất dễ bị ốm, đặc biệt là bị cúm. Vậy làm cách nào để điều trị bệnh cúm nhanh nhất? Ở đây mình sẽ xin giới thiệu với các bạn 6 cái bài thuốc điều trị cúm rất là nhanh và hiệu quả. Các bạn cùng chú ý làm theo nhé. Bài thuốc thứ nhất đấy là tỏi sống. Chúng ta dùng nguyên liệu là tỏi sống, muốn lấy một lượng vừa đủ, tùy theo ý thích có thể ăn hay là ép nước uống. Cách dùng là tỏi đập dập lấy nước, ngâm trong nước sôi, dùng vài lần trong ngày, hiệu quả rất là nhanh. Công dụng, bài thuốc này rất thích hợp trong thời kỳ cảm cúm, hiệu quả tốt, cũng có thể dùng để phòng ngừa cảm cúm. Bài thuốc thứ hai đó là bài thuốc đậu xanh và đường đỏ. Nguyên liệu 5g lá chè, 30g đậu xanh, đường đỏ tùy ý. Cách dùng, lá chè bọc vào túi vải, đậu xanh rửa sạch, giã vụn, thêm 300ml nước, đun đến khi còn 100ml, vớt lá chè, cho đường đỏ vào, đun đến khi tan, chia thành 1 hoặc 2 lần, ăn đỗ và uống canh. Công dụng trị cảm cúm rất chia hiệu quả. Bài thuốc thứ 3, nước hành, tỏi. Nguyên liệu 250g hành trắng, 120g tỏi. Cách dùng, hành tỏi sau khi rửa sạch, đập dập, thêm 800ml nước, đun sôi, chắt lấy nước, mỗi ngày uống 3 lần, và mỗi lần từ 100 đến 150ml. Công dụng thích hợp để ngăn ngừa cảm cúm. Bài thuốc thứ 4 đó là nước áp trích thảo và lá trúc non. Nguyên liệu 60g áp trích thảo, 30g lá trúc non. Cách dùng, đun áp trích thảo và lá trúc non 2 lần, mỗi lần dùng 500ml nước, đun trong 30 phút, sau đó hòa lẫn nước sắc 2 lần. Công dụng trị cảm cúm hiệu quả. Bài thuốc thứ 5 là canh rau đắng và hoa cúc dại. Nguyên liệu 50g rau đắng, 15 bông hoa cúc dại. Cách dùng, đun rau đắng và hoa cúc dại cùng với nước 2 lần, mỗi lần 400ml nước, đun 30 phút, hòa lẫn nước sắc 2 lần, chắt lấy nước uống từ 2 đến 3 lần. Công dụng thích hợp dùng để trị cảm cúm, cảm nhiễm đường hô hấp và viêm hầu cấp tính, viêm amidan. Bài thuốc thứ 6, canh mướp đắng và củ cải trắng. Nguyên liệu mướp đắng 1 quả, 25g củ cải trắng, 6 củ hành, 1 lượng nước vừa. Cách dùng, cho miếng mướp đắng, củ cải trắng vào nồi, thêm nước đun sôi để nhỏ lửa đến khi chín. Công dụng thích hợp ngăn ngừa cảm cúm. Trên đây là 6 cái bài thuốc trị cảm cúm rất chi là hiệu quả. Các bạn có thể áp dụng để phòng ngừa cảm cúm cho sức khỏe cho bản thân và gia đình mình. Các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân được biết. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn nút chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn.